Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Winter, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục unbox những chiếc Z490 mới nhất. Và lần này là không chỉ 4 chiếc mainboard đâu mà chúng ta sẽ làm luôn cả 6 chiếc mainboard luôn. Mọi người thấy có rực rỡ không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với thương hiệu rất quen thuộc, đó chính là Asus. Và không để các bạn mất thời gian nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ thôi. Như bên tay trái mình đây là tất cả những sản phẩm nằm trong phân khúc trung cấp, và còn bên phải đây là dòng Maximus 12 của Asus, và dòng này là dòng cao cấp dành riêng cho các game thủ nào mà muốn tận hưởng sự gì đấy gọi là luxury và thượng đẳng chút thì hãy chọn cái dòng phẩm này. Và để bắt đầu thì mình sẽ chọn ra cái sản phẩm mà nó có cái mức giá rẻ nhất cũng như là dễ tiếp cận nhất với các bạn, thì đó chính là chiếc Z490A Prime. Thì cái dòng này cũng khá là quen thuộc với các bạn từ lâu rồi, bởi vì là nó là một trong những cái dòng bán chạy nhất của Asus. Đặc biệt là đối với những cái chipset cao cấp như thế này thì cái nhu cầu của một số người là muốn mua những chiếc cao cấp này về trước để chạy con CPU mới là rất là nhiều. Thế nên là đây là lý do mà cái dòng này bán ban đầu nó khá là chạy. Thì có một điểm chung giữa cái ba chiếc mainboard ở bên phía tay trái bên đây, đó chính là cái phê nguồn, nó là phê nguồn 12+2. Và cái VRM của nó vẫn sẽ được áp dụng công nghệ là DG cộng, thì chúng nó cũng không khác nhau nhiều lắm về cái mặt quan trọng nhất là mặt linh kiện dành cho CPU để cấp nguồn CPU ấy. Thì đây sẽ là chiếc Prime A của chúng ta. Nó đọc trong cái tờ giấy bóng nó cũng rất là cơ bản thôi. Để rút ra luôn thì các bạn xem. Thì năm nay dòng Prime A của Asus nó sẽ cũng có một cái phương ngữ thiết kế giống như năm ngoái. Chúng ta vẫn sẽ có tông màu chủ đạo là tông màu trắng và bạc. Ở đây thì các bạn thấy là nó vẫn sẽ còn những cái họa tiết màu trắng mà nó được đan xen kiểu chéo chéo như thế này. Nó sẽ khiến cho cái mainboard của chúng ta có thêm một cái phần gì đấy nó hiện đại và nó đẹp hơn. Năm nay thì thực tế mình cũng không có thấy cái sự khác biệt lớn lắm giữa cái dòng Z390 năm ngoái. Và như các bạn thấy ở phía cổng Inao này nó vẫn được lắp sẵn một cái bình chặn, và cái kết nối của nó thì cũng khá là cơ bản thôi, bao gồm cổng USB 3.1, 3.0 và có cả cổng Type-C nữa. Thì ở đây chúng ta thấy luôn đó là cổng kết nối là DisplayPort và HDMI, đồng thời cũng là hai cổng để lắp những thiết bị ngoại vi như chuột phím, thì cổng này có lẽ là cổng USB 2.0. Và cái gọi là cổng ra âm thanh thì nó vẫn sẽ cơ bản như vậy thôi. Thì đây là sản phẩm Z490 Prime của Asus trong năm nay. Thì mình nghĩ là nó cũng sẽ là một cái sản phẩm mà các bạn khá quan tâm nếu bạn nào đang muốn thử nghiệm, trải nghiệm cái tính năng mới trên chiếc Z490. Đó, thì đây là sản phẩm cơ bản nhất của Asus. Đây là Z490 TOF Gaming Plus, bản này là bản có Wi-Fi. Thì riêng cái TOF này thì nó sẽ, mình nghĩ là nó cũng sẽ gọi là duy trì cái chính sách như những cái dòng TOF từ trước đây mà Asus vẫn hay bán, đó chính là nó sẽ có một cái thời hạn bảo hành nó lâu hơn. Và về bản TOF này thì đây là bản Wi-Fi, và mình nghĩ là sắp tới thì Asus cũng sẽ ra bản nữa và bản nó sẽ không có Wi-Fi, nó sẽ mức giá rẻ hơn, hy vọng là như vậy. Và để mở hộp ra thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp cái sản phẩm này luôn. Thì đây là bản demo cho nên là mình cái phụ kiện của nó không đầy đủ lắm. Thì đây, con này thì mình sẽ không thể có giấy bóng, nhưng có lẽ là cái bản retail thì các bạn sẽ có được cái giấy bóng này. Mình sẽ đóng lại cái hộp này đã. Vâng, và đây là nhân vật chính của chúng ta là chiếc Z490 TOF Gaming Plus bản Wi-Fi. Và như mình nói ban đầu thì nó vẫn sẽ có cái phê nguồn là 12+2, và cái VRM nó vẫn là công nghệ DG cộng. Nó không khác biệt nhiều so với chiếc Prime được trước, nhưng mà các bạn đã nhìn thấy ở đây thì nó sẽ có một cái tông màu cũng như là cách thiết kế nó khác đi. Cái tông màu chủ đạo của dòng TOF này thì trước nay nó vẫn sẽ là màu vàng và màu đen, cộng với cái logo hình cái cánh chim ở đây mình cũng không rõ đây là cánh chim hay cánh cú hay giống như dòng logo hay không, nhưng mà nó là như vậy. Thì cái dòng này sẽ hơn được những cái con điểm gọi là selling point của nó, thì nghĩa là cái chính sách bảo hành của nó sẽ cao hơn và nó có được cái sự hỗ trợ về sau bán hàng tốt hơn của những cái dòng sản phẩm khác của Asus là chỉ 3 năm thôi. Về thiết kế thì năm nay cũng có lẽ là cũng không có gì khác biệt so với dòng TOF này. Nó vẫn là thiết kế với tông màu là đen vàng và điểm xuyết một chút là màu vàng thôi. Điểm kém hơn của nó so với chiếc Prime trước đây mình vừa unbox xong là nó không có cái bình chặn lắp sẵn. Nó sẽ để trống như thế này. Mình nghĩ là bạn nào mà lắp cái chặn mà nó cơ bản vào thì trông nó sẽ không đẹp bằng con Prime vậy thôi. Còn đâu thì khi lắp vào máy mình nghĩ là nó cũng sẽ không gây ra nhiều khác biệt. Điểm bán, tức là điểm selling point của con TOF Gaming Wi-Fi này đấy là nó có thêm một cái kết nối khác, đấy là kết nối về mạng Wi-Fi. Bạn nào mà đang muốn gaming ở trên cái máy tính của mình và sử dụng kết nối Wi-Fi thì đây là cái lựa chọn giá rẻ rất là tốt, và các bạn có thể dùng nó để gaming bằng kết nối Wi-Fi được.
Thì năm nay cái dòng sản phẩm A Gaming này thì mình rất bất ngờ vì nó cũng được cái mác là ROG Strix. Và như các bạn thấy thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn với những dòng ROG Strix mà các bạn đã thấy năm trước, đấy là màu đỏ đen, thì năm nay nó sẽ là màu trắng bạc như này thôi. Với màu trắng bạc thì để nói là như nào thì mình cảm thấy nó hơi đơn giản. Và đặc biệt là cái logo này, ROG Strix Z90A Gaming đây, nó sẽ có một cái gia công bằng hình kiểu như là 7 màu ấy, trông nó khá là không, mình nghĩ sẽ không được đẹp như cái con Z90 của Strix hàng năm các bạn thấy. Thì bây giờ mình xin mở của nó luôn. Và đây cũng là bản demo nên là mình cũng không có giấy bóng. Và mình sẽ cho các bạn xem nó thiết kế như nào luôn nhá. Hơi lấy khó lấy một chút. Đây rồi. Thì xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc Z490A ROG Strix Gaming của chúng ta. Thì năm nay thì đấy, nhưng cũng giống như vỏ hộp thì cái ngôn ngữ thiết kế của nó trong năm nay thì nó là màu trắng bạc, không còn màu đỏ đen rất là ngầu như năm ngoái nữa. Chúng ta vẫn sẽ có được cái phần tản nhiệt cho SSD rất là lớn ở đây, cũng như là phần tản nhiệt cho chipset được khắc những cái chữ Game On như là The Story of Champion của Asus, cũng như là rất nhiều ngôn ngữ ở đây, có tiếng Nga này, có tiếng Nam Tư, những cái tiếng Trung Quốc rất nhiều ở đây, nó thành một cái gọi là trang trí ở đây, nó cũng khá là đẹp. Con này thì nó sẽ không có cổng Wi-Fi, giống như con ở dưới ở đây là con TOS Gaming Plus bằng Wi-Fi. Nó sẽ có cái cổng kết nối khá là giống với cái con Abram mình vừa mở hộp lúc nãy thôi, hơn là cái dòng TOS Gaming Plus. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ thấy có một cái điểm khác biệt, đó chính là cái phần gọi là update BIOS, nó có một cái nút ở đây. Và có lẽ mình đoán rằng là cái con main này nó sẽ hỗ trợ cái cách up BIOS và không cần phải plug CPU vào. Chỉ cần copy cái BIOS vào một cái USB cắm vào đây, ấn nút là có thể update BIOS rất dễ dàng thôi. Thì có lẽ đây là sẽ được là điểm cộng cho những bạn nào mà thích cái dòng ROG Strix này và thích màu trắng, thì năm nay các bạn sẽ có một cái màu trắng đẹp hơn. Chúng ta sẽ chỉ có một khe PCI được bọc thép ở đây, còn những cái ở đâu nhỉ, cả ba khe PCI đều bọc thép, nhưng mà bởi vì nó cái lớp này mình nghĩ là khá là mỏng cho nên là mình ban đầu nhìn cũng không nhận ra được. Còn trên cái 4 khe RAM này thì hoàn toàn là không có bọc thép nha các bạn nhé, thì nó chỉ như vậy thôi. À, còn điểm cộng nữa thì năm nay thì Asus đã làm cái cổng SATA này gập 90 độ và nó được bố trí một cách gọi là thông minh hơn. Mình nghĩ như thế, và mình nghĩ là ai đang muốn DJ cho máy đẹp thì sẽ thích cái thiết kế cổng SATA như thế này. Ở đây thì để có Xtreme đầu tiên thì thôi bỏ ra, mình sẽ lấy cái con Hero Wi-Fi trước đi. Con này sẽ là con có mức giá rẻ nhất. Dòng Hero này thì theo cái thông số mà nhà sản xuất đã công bố thì nó sẽ có cái phê nguồn nó chỉ là 14+2 thôi. Khác với hai con này là hai con này đều là 16 hết nhá. Và về con Maximus 12 Hero này thì nó sẽ vẫn giữ được cái thiết kế cực kỳ cao cấp của dòng Maximus từ trước hôm nay. Mình sẽ mở hộp luôn cho các bạn xem. Để đây, ở trong này cũng sẽ không có giấy bóng luôn vì đây là bản demo thôi mà. Đây, trước mặt chúng ta là chiếc ROG Maximus 12 Hero bản Wi-Fi. Và phải nói rằng đây là một thiết kế cực kỳ cao cấp của Asus. Nó có một cái trọng lượng rất là nặng, và mình cảm giác là cái mạch nó dày hơn những cái dòng cơ bản mà mình vừa mở hộp lúc nãy. Mình công nhận nó dày hơn thật đấy, mà trông nó cũng sẽ chắc chắn rất là nhiều. Sẽ vặn vặn thử xem này nha. Rất là chắc chắn, không có vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ có những cái gì? Chúng ta sẽ có phần tản dành cho SSD nó lớn hơn và nó hầm hố hơn. Chắc chắn gia công nó cũng tốt hơn những cái dòng phổ thông rồi, vì là mình nhìn thấy ở đây là nó làm rất là đẹp và không có một cái tì vết như là một cái gì đấy quá sắc cạnh ở đây cả, khá là tốt. Tiếp tục là phần tản cho VRM thì cũng vậy thôi, nó cũng rất giống phần tản cho SSD ở dưới này nếu mình nhầm, rất là tốt. Tiếp tục là cái phần giáp inner thì nó được gia công bằng nhựa, phần ở đây nó là phần bằng kính của chiếc Hero được in chìm ở dưới. Còn đây là phần tản nhiệt dành cho chipset thì nó có một cái logo hình con mắt của ROG ở đây khá là đẹp, nó gia công bằng kính và in chìm dưới. Nó thực sự là một cái họa tiết đẹp từ trước này đấy, mình vẫn nhìn vào không bao giờ mình cảm thấy thất vọng về cái họa tiết này. Và một điểm khác biệt nữa mà các bạn nên chú ý đấy là cái phần này nó là bằng gần như là bằng nhựa bóng nhé, thì nó rất dễ bám hồ rồi vân tay, và đặc biệt là trong lúc lắp đặt các bạn không cẩn thận thì các bạn sẽ bị làm nó xước, và xước thì nó rất dễ nhìn luôn, và có lẽ nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy không hài lòng nếu các bạn lỡ làm xước nó, cho nên khi lắp thì các bạn chú ý nên cẩn thận. Và chúng ta vẫn sẽ có những cái cổng PCIe bọc thép, nhưng ở đây chỉ có hai cổng được bọc thép thôi, cổng ở dưới thì không được bọc. Và về phần RAM này thì nó cũng sẽ không được bọc thép, nó là bình thường, rất bình thường, không có cái gì khác biệt đây cả.
Phần cổng SATA thì cũng được gập 90 độ luôn. Nhìn dây rất là tốt nha các bạn. Còn rất tiếc là đằng sau này thì mặc dù rằng có cấp nhưng mà Acer lại không trang bị cho nó cái backplate. Tiếp tục đến với cái sản phẩm cao cấp thứ hai trong hai này. Thì ban đầu mình nhìn vào con Formula này mình nghĩ nó là con đắt nhất cơ, tại vì là đơn giản thôi, nó được là một cái sản phẩm được collab với một hãng tản nhiệt nước nổi tiếng thế giới. Đấy là EK. Ở đây thì ngoài những cái logo của Acer các bạn thấy ở trên chiếc quần chủ thì nó còn có một cái logo nhỏ của EK ở đây trên này nữa. Và các sản phẩm của EK thì tản nước thì rất là tốt và có giá thì cũng khá là cao, nên là mình nghĩ rằng là ban đầu mình nghĩ rằng con này sẽ là đắt, nhưng mà thực ra nó rẻ hơn con này. Kế ở con này thì nó sẽ vuông vức hơn một chút, nó sẽ có những cái phần tản nhiệt nó được làm đẹp hơn, đều hơn con Hero Wi-Fi kia. Ở đây thì bạn thấy cái phần tản này nó đã được che hết ở đây này, như một lớp giáp luôn ấy, khá là đẹp. Tuy nhiên thì nó vẫn giữ cái thiết kế bóng của con Hero Wi-Fi. Và đặc biệt ở đây thì đây là bản demo, thế nên là mình thấy là đã có một số vết xước và vết ố ở đây rồi, thì trông nó cũng không được đẹp lắm, cho nên là các bạn khi lắp các bạn nên cẩn thận. Mình nhắc lại mình nữa, khung bằng nhựa ở đây rất là tốt, nó giúp cố định con mên này một cách gọi là chắc chắn hơn. Đồng thời ở đây có một cái hai cái nút, hay đây là hai nút nhá, mình từ đầu mình không nghĩ đây là hai nút đâu, là một cái bảng điện tử số nhỏ nhỏ ở đây. Đây là nút start và nút reset, dành cho những ai mà muốn OC hay là muốn khởi động nhanh cái máy của mình thì có thể bấm vào đây mà start và reset, nó sẽ tốt hơn cái con Hero Wi-Fi một chút ở cái điểm đấy. Và đặc biệt thì ở mặt sau của nó, cổng in out ở đây nó sẽ có một cái lớp tấm chắn mên màu đen được lắp sẵn rất là đẹp. Ở đây mình thấy luôn cả cái nút flap bay up nhanh này và nút clear C mode, dành cho những ai mà kiểu như OC fail ấy thì hoàn toàn có thể ấn nút clear C mode này để reset lại tất cả những cái setting mình và làm lại từ đầu. Thì đây là dành cho những bạn nào mà thích OC nhá, mình nghĩ là như vậy. Thì kết nối của nó thì cũng khá là cơ bản thôi, và đặc biệt là mình thấy nó vẫn còn cái cổng PS2. Con này vẫn sẽ có Wi-Fi nhá, Wi-Fi của nó là Wi-Fi 6. Đặc biệt nó có hai cổng LAN này. Tiếp theo đó là cổng Type-C và cái gọi là cái nó có thêm một cái cổng nữa là cổng lắp lên trên mặt trước ấy, là cổng Type-C, USB-C. Thì nó sẽ giúp cho các bạn có một kết nối nhanh hơn và có một cái kết nối mà nó làm được nhiều việc hơn. Cổng Type-C sắp tới nó là tương lai, nó sẽ lắp được rất nhiều thứ và nó có thể sạc được cho rất nhiều thiết bị. Cái dòng Maximus 12 dành cho cái con này là con Formula, sẽ dành cho những bạn nào muốn trải nghiệm cao cấp thật sự, muốn OC một cách nghiêm túc và muốn sử dụng tản nước một cách chuyên nghiệp, bởi vì nó được hỗ trợ bởi EK luôn mà. Tiếp tục đến sản phẩm cuối cùng là con Maximus 12 Extreme. Đây ạ, cái tên Extreme thì các bạn nghe thôi đã thấy nó cao cấp rồi. Extreme là cực kỳ cao cấp, Extreme là cái gì đấy nó cao và nó sẽ chắc chắn nó sẽ đắt tiền. Và một cái điểm mình gọi là không chưa được gọi hài lòng lắm cái dòng Maximus này, đấy là trước bao giờ là nó in luôn cái tên chipset ở đây cả, cho nên là nếu mà ai mà mới đầu làm quen với cái máy tính ấy thì sẽ rất là khó để xác định là con này nó là con dùng chipset gì, nhưng mà nếu dùng lâu rồi thì mình sẽ nhận ra ngay nó dùng con chipset cao cấp nhất của cái năm đấy tiền theo mà thôi. Con này khi mở ra thì nó sẽ có một cái tấm nhựa ở trên này, bản demo thôi cho nên nó có một số vết xước của một cái gì đấy nó hơi bẩn ở đây thì cũng bỏ qua được, không vấn đề gì cả. Cái bản detail thì các bạn sẽ có những cái đồng gói nó chuyên nghiệp hơn. Chúng ta đến với cái phiên bản cao cấp nhất của dòng Maximus này. Và nó vẫn có một cái tấm giáp ở đấy rất là dày, rất là đơn giản ở đây. Cũng là làm bóng luôn. Ở đây có vài vết xước này. Không sao, bản demo thì cũng vậy thôi. Nó cũng có hai cái nút ở trên này, nút Start và Reset này. Và cái ở đằng sau của nó cũng có hai nút dành cho cư dân OC. Đấy là nút flat bay rất nhanh và nút clear C mode, và những ai mà OC fail bấm vào đây thì có thể làm lại từ đầu được. Như này mình nói rồi. Cái giáp in out của nó thì vẫn gia công rất là bóng. Đây thì rất nhiều mồ hôi dưới con tay luôn, cực kỳ gọi là dễ bẩn, cho nên là ai lắp này chắc phải cẩn thận nhiều ấy. Tiếp tục lấy là cổng kết nối về Wi-Fi thì nó cũng là Wi-Fi 6 và nó cũng có hai cái cổng LAN ở đây. Kết nối về USB thì nó nhiều hơn những cái dòng như kiểu Hero hay là những dòng trung cấp rất là nhiều. Và nó có cả hai cổng Type-C, hai cổng Type-C. So với con Formula lúc nãy thì nó chỉ có cổng Type-C thôi. À mà quên mất một điều nữa mình chưa chia sẻ, đấy là trên con Formula và con Extreme này nhá, thì nó sẽ có một cái backplate, backplate của như Asus luôn. Thì đấy thì nó cũng sẽ giúp các bạn có một cái mainboard nó sẽ được sống sót lâu dài hơn, bởi vì là nó sẽ giữ form cho cái main của bạn trong một thời gian khá là dài, không bị cong vặn vẹo xoắn gì cả. Đấy, rất là tốt. À, mình trên tay mình thử, mình xoắn thử xem thì nó cũng cực kỳ chắc chắn luôn, không di chuyển tí nào luôn ấy, không có một cái tiếng động gì gọi là lọc cọc hay là gì cả, hay là bị xoắn gì hết.
Thì đấy là một cái điểm cộng khá là lớn dành cho những cái dòng Max Server này. Và dĩ nhiên rồi thì tất cả những ai mà đang nhắm đến dòng Max Server này đều hy vọng là mình sẽ có một cái trải nghiệm cao cấp. Thì đáng mừng là Asus đã có thể đem về cho các bạn cái trải nghiệm xứng đáng với số tiền bỏ ra như vậy. Vâng, vừa rồi thì đó là cái chia sẻ nhanh của mình về 6 chiếc Main Z490 mới của Asus trong năm nay. Thì thực sự là chúng đều là những cái sản phẩm khá là đáng giá trong cái tầm tiền của chúng, đặc biệt là đối với một số sản phẩm trung cấp hay sản phẩm cao cấp thế thôi. Cao cấp thì nó cũng có những cái selling point rất là quý và các bạn có thể là dựa vào đấy để mua được một cách là tự tin và các bạn không bao giờ phải hối hận về cái lựa chọn của mình. Thì các bạn thích sản phẩm nào trong số sản phẩm của Asus trên mà mình vừa chia sẻ thì các bạn hoàn toàn có thể để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên bấm nút like, share cũng như là subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau trong tương lai. Thì bây giờ thì mình chia sẻ đến vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.